Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 19 tháng 3 anh em. Rồi tối hôm nay thì em lên cho anh em là tầm khoảng 20 mấy lô ha, 20 mấy lô cá cỏ anh em. Rồi hôm nay có TL ha, TL 23 nè. Rồi Magu 23 tôm G anh em, siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp. TG 27. Rồi cơm vàng nữa anh em, cơm là cơm 26 vàng ha. Cơm 26 cánh bướm. Rồi ngoài này thì có những cái lô máy giá rẻ anh em, 5600, 5700 rồi ha. À, ở đây có Magu 26 nè, rồi Makita 26, Makita 262, Rubin hộp rồi luôn anh em. Rồi phía dưới này thì TH anh em, Kawasaki TH 26 ha. TH 26, Shindewa siêu đẹp anh em, Shindewa siêu đẹp ha. Rồi Magu. Magu 23 anh em, cực kỳ đẹp luôn. Magu 23. Lô này quá đẹp anh em. Cơm Matsu, cơm Matsu 23. Rồi TH, TH 23 tôm G anh em, tôm G ha. Rồi TH 23 tôm liền. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em cái lô TH nha anh em, TH tôm liền ha. Lô này hơi nhiều anh em. Lô này là 12 cây TH 23 tôm liền anh em. Lô này thì 12 cây ha. Tay lái của lô này em thấy là 1, 2, 3, 3 cái tay lái tròn anh em. Kawasaki TH 23 ha. Rồi cái nào nó thiếu mão, nó thiếu mão hoặc là bô lửa đồ bể thì em sẽ tặng cho anh em cái khác ha. Rồi cực kỳ đẹp anh em. Rồi Kawasaki TH 23 lô này tổng cộng là 12 cây anh em, 1.050.000 một cây, 12.600.000 anh em. Kawasaki TH 23. Kawasaki anh em TH 23. Rồi lô này quá đẹp anh em, bao cho anh em là hơi lửa ngon lành ha, hơi lửa ngon lành luôn anh em. Rồi lô số 1, 12 cây là 12.600.000 anh em, 1.050.000 một cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 là lô này là lô cơm Matsu anh em. Cơm Matsu là cơm Matsu 23. Cơm Matsu 23. Lô số 2. Rồi 6 cây là 6.600 anh em, 1.100.000 một cây ha. Cơm Matsu 23 anh em. Rồi lô này thì 6 cây là 6.600, lô số 3. Cơm Matsu 23. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha, bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành. Cơm Matsu 23 anh em. Tay lái của lô này thì em thấy là có một cái tay lái tròn, hai cái tay lái tròn anh em. Hai cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài hết luôn. Cơm Matsu 23 anh em. Đầu bò chiến kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết ha. Có cái ống cần nó bị gãy thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác luôn. Rồi cơm Matsu 23 anh em. Lô này 1.100.000 một cây, 6 cây là 6.600. Cơm Matsu 23, lô số 2. Rồi lô số 2 anh em, cơm Matsu 23. Lô số 3. Lô số 3 là Kawasaki TH 23 tôm G anh em. TH 23 tôm G ha. Lô này 4 cây anh em. Cái này nó đang thiếu cái nắp xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha, nắp xăng của thằng Kawasaki. Rồi lô này là lô số 3 anh em, TH 23 nè. 1.200.000 một cây. 4 cây là 4.800.000. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ ha, bao cho anh em đầy đủ luôn. Đầu bò kém chén kẹp dao. Lô số 3 anh em, TH 23 4 cây là 4.800.000, 1.200.000 một cây. Tôm là tôm gời hết nha anh em. TH 23 tôm gời hết luôn. Rồi chế là chế hệ anh em, chế hệ quanh bờ gồ luôn ha. Tay lái của nó là hai tròn và hai dài. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 3 anh em, TH 23 4 cây, 4.800.000, 1.200.000 một cây. Kawasaki anh em, TH 23 ha. Lô số 3. Rồi lô số 4. Lô số 4 là lô này là lô TH 26 anh em. TH 26 và lô này là TH 26 tôm liền ha. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực hai con anh em, một con thì mặt giật thường. Rồi lô số 4 này là tay lái của nó là hai tay lái dài và một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn. Rồi con này có con cái nó bị thiếu cái mão thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ anh em, đầy đủ mão đồ luôn ha. Rồi lô số 4 anh em, 3 cây 4.500.000, 1.500.000 một cây, TH 26 tôm liền. Rồi lô số 5. Lô số 5 là lô này là lô lô Shindewa anh em. Shindewa này lô này là em thấy là nó bao đẹp cho anh em luôn ha. Bao đẹp anh em, liền lạc luôn nè.
áo jean mà nó còn nguyên nha anh em, áo jean mà còn nguyên ha. Thường thường áo này về nó hay bị bể lắm. Rồi cái lô này là lô số 5 anh em, lô số 5. Rồi lô này là lô số 5 anh em, xin đi qua ớt 2023 ha. Rồi lô này bao đẹp anh em, bao đẹp 550.000 cây ha, 5 cây là 2.750. Rồi lô này thì tay lá tròn anh em. Rồi lô nào, lô này anh em chốt thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài ha. Lô này là không có tay lái luôn anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Xin đi qua anh em, xin đi qua ớt 2023. Lô này quá đẹp anh em, liền lạc luôn nè. Tay lái lô này thì về nó không có tay lái luôn. Rồi em sẽ tặng cho anh em cái tay lái dài mới ha. Tặng cho tay lái dài mới luôn anh em. Rồi lô số 5, 5 cây 2.750, 550.000 cây anh em. Tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là lô này là lô Magu. Magu này là Magu 23cc anh em. Nồng 32 ly ha. Quá đẹp anh em, Magu 23 mà coi nè, liền lạc luôn. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ luôn ha, nắp xăng, nắp bộ e thì bao đầy đủ anh em. Magu 23 anh em, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Rồi, bao đầy đủ đồ. Rồi tay lái của nó thì có một cái tay lái tròn anh em, tay lái tròn, da bóp trên ống cần ha. Còn lại là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 6. 6 cây là 5.400.000, 900.000 một cây. Magu 23 anh em, cực kỳ đẹp luôn. Magu 23. Đây, Magu 23 anh em. Lô này là phải nói là cực kỳ đẹp anh em. Rồi lô này thì 900.000 một cây anh em. Mấy cái nắp bue nó bị gớt á thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Lắp cho anh em đầy đủ luôn. Magu 23 anh em, 900.000 một cây. Lô số 6. Rồi tiếp theo lô số 7. Lô số 7 là lô này là lô cơm mát su anh em. Lô số 7 là cơm mát su ha. Cơm mát su này gọi là cơm vàng anh em, cơm vàng. Cơm này là cơm cánh bướm. Thiếu nắp xăng, nắp bue thì em lắp cho anh em đầy đủ, anh em bao cho anh em đầy đủ đồ luôn. Rồi lô số 7, 5 cây. 5 cây 7.500.000 anh em. Lô này 5 cây 7.500.000, 1.500.000 một cây. Tay lái là 1, 2, 3, 3 cái tay lái dài, 2 cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Bao đầy đủ nha anh em. Cái nào thiếu đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ luôn. Rồi, cơm vàng anh em. Cơm vàng ha. Rồi, lô này thì 1.500.000 cây anh em. 5 cây là 7.500.000 ha. Cơm mát su, cơm vàng. Lô số 8 là lô này là lô Kawasaki TZ27. TZ27 anh em, Kawasaki ha. Lô này thì tâm là tâm gời hết nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn, tay lái dài tôm gời luôn nha. Kawasaki TZ27. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ anh em, đầy đủ đầu bò chén kẹp dao luôn. Kawasaki TZ27. TZ27 anh em, tôm gời. Lô số 8 này là 4 cây 6.400, 1.600.000 cây ha. Kawasaki TZ27 1.600.000 cây tôm gời, nòng 34 ly. Lô số 9 là lô Magu 23 tôm gời. Rồi Magu 23 tôm gời luôn anh em. Lô này thì cực kỳ đẹp luôn ha. Tôm gời thì anh em mình tháo cái đầu máy ra, mình lắp xịt thuốc hay là mình muốn thay thế gì cũng được hết nha anh em. Tôm là tôm gời hết luôn ha. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn anh em. Có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết luôn ha. Cao Magu 23 tôm gời. Rồi lô này 900.000 cây anh em, 6 cây là 5.400 ha. Lô số 9. Magu 23 tôm gời, lô số 9. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ anh em. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ ha. Lưỡi dao thì không bao anh em, không bao lưỡi dao ha. Tại vì nhiều khi đóng hàng hay bị quên nha anh em, cho nên không bao lưỡi dao. Rồi lô số 9, 6 cây 5.400, 900.000 cây, Magu 23 tôm gời. Lô số 10. Lô số 10 là lô này là lô Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL23 ha. TL23 anh em. Lô này thì là TL231 ha. Tại vì TL231. Rồi có một cây tôm gời, còn lại là tôm liền. Tay lái của lô này thì có hai tay lái tròn, còn lại là tay lái dài ha. Mitsu TL23. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ đầu bò chén kẹp dao ha. Rồi lô số 10. 6 cây là 6.600, 1.100.000 cây. 1.100.000 cây anh em, Mitsu TL23. 1.100.000 cây, tâm liền. Bao cho anh em đầy đủ đồ ha, hơi lửa ngon lành luôn. Bao đầy đủ đồ anh em, hơi lửa ngon lành. Cái nào nó thiếu nắp xăng hay nắp bue gì đó thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ ha. Bao đầy đủ đồ. Rồi Magu 23 tâm gời anh em, 900.000 cây. Kawasaki ha, TZ27, lô này thì 1.600.000. Còn cơm mát su 26, cơm vàng thì 1.500.000 nha anh em. Rồi lô số 11. Lô số 11 đâu?
Đây lô số 11 anh em. Lô số 11 là lô máy hệ anh em. Lô số 11 là lô máy hệ ha. Rồi lô này thì là tổng cộng là 11 cây anh em. 11 cây ha, lô này thì em bán cho anh em là giá 250 ngàn cây anh em. Lô máy sát ha. Máy thì em bán như hình anh em, cái này thì bán như hình ha, không bao gì cả anh em. Bán như hình. Có Komatsu G2D nè, tum G nè, Robin tum G. Rồi lô này thì em thấy là tum G nhiều nha anh em, tum G nhiều ha. Tay lái thì cũng như hình nha anh em, không bao gì cả. Đầu bò thì em thấy đều đầu bò đủ nè, không thiếu nè. Đầu bò đủ nha anh em, còn chén kẹp thì cũng không bao ha. Không bao nha anh em, không bao chén kẹp ha, em thấy là đủ đầu bò. Rồi, tay lái thì cũng như hình. Lô này thì bán cho anh em là 250 ngàn anh em. Anh em về mình dọn máy được thì dọn ha, còn máy mình lấy phụ tùng nha anh em, lấy phụ tùng. Tum G là em thấy là nè, một cây tum G 260 nè, hai cây tum G nè. Ba cây tum G 260 luôn. 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây anh em. Lô này là 8 cây tum G 260 luôn ha. Cái này về mình em anh em mình lấy tum G rồi thôi rồi thấy là đủ tiền rồi nha anh em. Còn lại cái này nguyên đầu máy luôn á, bao lời. Rồi lô này bán giá sát anh em. 250 ngàn cây không bao gì cả ha, bán như hình nha anh em. Cho anh em mình về mình lấy phụ tùng ha. Anh em cái con nào mình dọn được thì mình dọn ha. Rồi. Lô số 11 anh em. 250 ngàn cây. Rồi lô số 12 là lô Mitsu TL26. Lô này thì em bán rồi anh em, bán rồi ha, cho qua. Tiếp theo là lô số 13. Lô số 13 này, lô này là lô Austin. Austin này là Austin 26 anh em. 2601 nè, 2603 nè, rồi 26 màu xanh nè. Rồi thì nói chung là cái lô này là lô Austin 26. Bao cho anh em đầy đủ đồ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ. Austin 26. Lô số 13. 1, 2, 3, 4. Lô này là lô số, lô này lô số 13 anh em. 5 cây 5 triệu rưỡi, 1 triệu mốt 1 cây. Tay lái thì em sẽ bao cho anh em tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ. Austin 26cc nồng 34 ly. Rồi lô số 13. 5 cây là 5 triệu rưỡi anh em, 1 triệu mốt 1 cây. Lô số 13 anh em, 5 cây 5 triệu rưỡi ha. 1 triệu mốt 1 cây, Austin. Rồi lô số 14. Rồi lô này lô số 14 nha anh em. Lô số 14 này là lô Robin hộp ha. Robin hộp này là nồng của nó là nồng 32 34 ly nha anh em, 32 34 ly. Rồi lô này giá xả giá rẻ cho anh em là 550 ngàn anh em. 5 cây là 2.750 ha. Lô số 14. Robin hộp nha anh em, 550 ngàn cây. Lô này là 1 2. Lô này em thấy là tới 3 con nồng 34 nha anh em. 34 là nồng 34 là tới 3 con rồi ha. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 14, 5 cây 2.750, 550 ngàn cây anh em. 2.750 ha, 550 ngàn cây. Lô số 15 là lô này là lô Robin cổ ngỗng anh em, Makita Robin cổ ngỗng. Lô này thì nồng 34 ly hết nha anh em, nồng 34 ly hết ha. 25 26cc nồng 34 ly. Rồi lô này 800 ngàn cây ha, 4 cây là 3.2 anh em. Lô số 15. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết luôn. Robin Makita cổ ngỗng. Lô này 800 ngàn cây, 4 cây 3.2. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành ha. Lô số 15 anh em, 800 ngàn cây, nồng 34 ly. Lô số 16 là lô Echo trắng. Echo trắng thì nồng 32 ly anh em, nồng 32 ly ha. Lô này thì chế của nó là xài chế ga ngang hết anh em, xài chế ga ngang. Có con này là nó xài chế ga ngang vú lớn nè. Lô số 16. 3 cây 1 triệu 8, 600 ngàn một cây ha, 600 ngàn một cây. Ê châu trắng anh em, nồng 32 ly. Lô này thì tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 16 anh em, 3 cây là 1 triệu 8, 600 ngàn một cây. 600 ngàn cây anh em, ê châu trắng. Lô số 17 là hai con Magu. Magu này là Magu 26cc anh em. Magu này là Magu 26cc ha, nồng 34 ly. Một con đầu nhọn, một con đầu vuông. Tum là tum gời luôn, tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Lô số 17 ha, 2 cây là 2 triệu 6, 1 triệu 3 1 cây. Magu 26cc, tum gời. Lô số 18 Makita. Makita là Makita 26cc anh em, nồng 34 ly ha. Lô này thì 850 ngàn cây,
3 cây là 2,5 triệu nha anh em. Makita 26cc đồng 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài luôn ha, tay lái dài. Đầu bò thì đang thiếu một cái anh em, thiếu một cái thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Makita 26cc đồng 34 ly, tay lái dài. Lô số 18, 3 cây là 2,5 triệu anh em, 850.000 cây. Lô số 19. Lô số 19 là Tanaka nha anh em. Tanaka này là Tanaka 27 ha, 27cc đồng 35 ly nha anh em. Chế của nó là xà chế ga ngang le đỏ tự động luôn. Tanaka nha anh em, 27cc đồng 35 ly. Lô này thì 2 cây là 2,3 triệu, 1,150 triệu cây nha anh em. Tanaka ha. Đồng 35 ly, lô này thì quá đẹp nha anh em, đỏ ao luôn. Đỏ ao luôn nha anh em, cực kỳ đẹp, 27cc. Rồi. Lô này thì lô số 19 nha anh em. Lô số 19 nha, 2 cây là 2,3 triệu, 1,150 triệu cây. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ hết cho anh em ha. Rồi lô số 19, Tanaka 27, nồng 35 ly, 1,150 triệu. Lô số 20 là lô Singu. Singu này là Singu 26 nha anh em, nồng 34 ly ha. Nó xài chế là chế ga ngang quanh bờ gồ luôn, hai kim luôn. Nồng 34 ly, lô số 20. Con này 800.000 nha anh em, tại lái dài luôn ha, tại lái dài. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 20 800.000, Singu 26 nồng 34 ly. Rồi, lô số 21. Lô số 21 là con này là con Mitsu T170 nè. Mitsu T170 ha. Tâm là của nó là tâm gời bố lớn luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ hết luôn ha cho anh em luôn. Lô số 21 là 1,3 triệu, Mitsu T170 nồng 36 ly. Rồi, lô số 22. Lô số 22 là một siêu phẩm anh em, siêu phẩm luôn ha. Con này quá đẹp anh em, cực kỳ đẹp. Đẹp đến từng con ốc luôn nè. Anh em thấy không? Trắng tinh, tâm đít thì còn xanh xanh mướt luôn anh em. Bao đẹp ha. Rồi lô này là lô số 22 anh em. Con này là 1,2 triệu ha. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 22 1,2 triệu. Kawasaki anh em, TD33 nồng 37 ly. Con này số 22 quá đẹp. Quá đẹp luôn nha anh em. Rồi Kawasaki ha, TD33 nồng 37 ly, 1,2 triệu. Mitsu T170 anh em, con này thì nồng 36 ly ha. Con này thì 1,3 triệu anh em. Lô số 21. Rồi Singu. Singu này là Singu 2006 anh em, nồng 34 ly, 800.000. Tanaka 270 anh em, nồng 35 ly, 1,150 triệu. Rồi lô này là Makita, Makita 26 anh em. Lô này 850.000. Còn đây là Magu anh em, Magu 26cc đồng 34 ly ha, lô này 1,3 triệu anh em, tum gời. Còn đây là Echo trắng. Echo trắng anh em, cái lô này là lô Echo trắng ha, nồng 32 ly. Chế của nó là xà chế ga ngang ha, ga ngang vú lớn luôn anh em. Lô này thì 600.000 một cây ha, 3 cây là 1,8 triệu anh em. Echo trắng. Rồi đây là Makita cổ ngỗng. Cái này thì nó đang thiếu nắp xăng, nắp bu e thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Cái này thì nó là 800.000 cây anh em, nồng 34 ly. 800.000 cây. Còn đây là Gobin hộp ha, Gobin hộp thì lô này giá rẻ anh em, 550.000 cây ha. Rồi lô này thì nó nồng 34 ly là nó tới 3 cây anh em. Nồng 34 ly là nó 3 cây ha, còn lại 2 cây nồng 32 ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi xin chào tất cả anh em.